Do này khi mà nhắc đến phim doanh thu đạt trên trăm tỷ thì người ta chỉ nhớ đến Trấn Thành và đống tranh cãi về phim của Trấn Thành Nhưng mà ngoài Trấn Thành ra thì vẫn còn rất nhiều, ừ, thực ra à, không nhiều lắm Những bộ phim đạt doanh thu trên trăm tỷ và đó là những bộ phim nào thì hãy cùng tôi tìm hiểu ngay trong hôm nay Bộ phim đầu tiên đạt doanh thu trăm tỷ của Việt Nam xuất hiện vào năm 2014 Chính là Để Mai Tính của đạo diễn Charlie Nguyễn Nhưng mà là phần 2 đây là spin off của cái phần trước đấy tức là hậu truyện đấy à, mặc dù là phải nhận nhiều tranh cãi về nội dung nhưng mà phim vẫn thu về hơn 5,7 tỷ việt nam đồng trong ngày đầu tiên ra mắt và tính đến giờ thì nó đã đạt 101 tỷ. Nhìn cái poster này thì chắc là bạn cũng biết đây là phim hài và cái sự hài hước thì thường mang tính chủ quan. Sau cái tam giác tình yêu ở phần 1 thì ở phần 2 chúng ta được đến với một mô típ hoàn toàn mới, tam giác tình yêu nhưng có yếu tố LGBT. Nhân vật chính lần này là một ông tên Hội, đang được nhận dạng là có 3G dầu gầy và gay có thể chọn tất cả mọi thứ nhưng mà lại chọn yêu trai thẳng mà cũng vì vậy mà suýt phá sản bởi vì theo một ông thầy bói nào đấy thì hội chỉ được chọn giữa tiền hoặc tình thế là với châm ngôn thà khóc trên xe hơi còn hơn cười trên xe đạp thì hội chọn tiền hết phim các bạn hỏi phim chỉ có thế thôi á à? thì bạn còn kỳ vọng gì nữa sau cha lê nguyễn thì chúng ta có một người anh em thân thiết với chú này là phan gia nhật linh cũng góp mặt trong danh sách doanh thu trên 100 tỷ của việt nam với hai bộ phim về em là em là bà nội của anh và em và trịnh à, tạm gác lại em và trịnh tại vì có quá nhiều nhiều người review rồi thì chúng ta có em là bà nội của anh kể về một bà cụ và hành trình cưa sừng làm nghé theo đúng nghĩa đen của bà cụ này đây là bà đại người mà nếu đóng phim của vtv thì một trăm phần trăm sẽ nhận vai mẹ chồng khó tính và bà cũng khó tính thật hai mươi bốn tiếng một ngày thì bà phải xung đột với con dâu đến mười sáu tiếng tám tiếng còn lại đi ngủ tuy nhiên thì ẩn sau vẻ ngoài nhăn nhau khó tính của mình bà đại từng có một quá khứ huy hoàng với giọng ca trời phú bà từng hát đám cưới còn hay hơn cả lấy xe phim diễn ở coachella và một ngày đẹp trời thì bà đại đi chụp sẵn ảnh thờ nhưng mà sau khi chụp xong thì phát hiện ra là mình trẻ lại tận 50 tuổi và tận dụng cơ hội chỉ có trên phim này thì bà đại bắt đầu lên đường thực hiện giấc mơ làm diva thuở bé của mình nhưng mọi chuyện không dễ dàng như thế trước ước mơ quay lại làm diva thì bà đại còn là mẹ và thế là để cứu đứa con trai đang mất máu của mình thì bà đại chấp nhận hiến máu dù biết là điều này sẽ khiến bà già đi hết phim thì bà đại quay lại với con cháu và sống cuộc sống bình thường nhưng mà có vẻ đã ngộ ra điều gì đấy em là bà nội của anh có một công thức thành công mà tất cả các phim hollywood đều áp dụng đó là một kịch bản có sẵn, một diễn viên không chuyên nhưng nổi tiếng và hai và tất cả những yếu tố này thì đã giúp em là bà nội của anh nhận được giải thưởng phim hay nhất do khán giả bình chọn tại liên hoan phim Việt Nam doanh thu 102 tỷ ờ, phim này không phải là một phim tệ đâu mặc dù là sản phẩm đầu tay nhưng mà so với các bộ phim sau này của chú Phan Giang Nhật Linh thì bộ phim này xứng đáng là một bộ phim ok và sau cái phim hài lãng mạn này thì chúng ta có một bộ phim hài lãng mạn khác cũng đạt doanh thu trên trăm tỷ cũng về em in em là em chưa 18 bộ phim này thì từng nổi tiếng đến cái mức mà cứ 10 video hài trên Facebook thì phải phải có đến 9 cái meme này Em chưa 18 <laughs> em wow. à, chưa 18 là câu chuyện về một đứa chưa đủ tuổi đi tù nhưng mà đủ sức để lùa gà một ông đầu ba và bắt ông này phải đóng giả bạn trai của mình. rồi tiếp sau đó là một nghìn một những tình huống như là kiểu bad boy quay đầu chỉ yêu mình em. nói chung là cốt truyện xem khá đơn giản, dễ xem, dễ hiểu, dễ hài. đúng chất thương mại, phù hợp để giải trí. nhưng nếu bạn muốn giải quyết ân oán giang hồ thì có thể thử hai phượng. À, nhắc đến Ngô Thanh Vân thì tôi sẽ nghĩ ngay đến những cái bộ phim hành động đánh nhau sứt đầu mẻ chắn các thứ như kiểu là dòng máu anh hùng hay là bẫy rồng. thì hai phượng cũng là một phim như thế. À, sinh ra trong một gia đình nhà võ nhưng mà lại có đam mê làm mẹ vừa đủ tuổi thì hai phượng đã có con và đặt tên con là bộ phim mới nhất của trấn thành khi video này được ra mắt và vì đời sống của người mẹ không lành mạnh cho lắm nên là cũng gây thù trúc oán nhiều nơi cũng chính vì thế mà bé mai bị bắt cóc và để tìm con thì hai phượng lên đường bắt đầu hành trình vang từng thằng phản diện một về cơ bản thì vẫn là phim về tình cảm gia đình mặc dù là số lần hai phượng phi giao còn nhiều hơn số lần bé mai gọi mẹ tuy nhiên thì nhờ sự thành công của bộ phim này mà các nhà làm phim cũng bắt đầu thấy được một con đường khác ngoài phim hài lãng mạn và thế là chúng ta lại có một bộ phim lãng mạn nhưng buồn là Mắt Biếc được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Phim này thì xoay quanh mối tình đơn phương của Ngạn với Hà Lan, cả hai lớn lên cùng nhau và trong khoảng thời gian đấy thì Ngạn đã có tình cảm với Hà Lan, nhưng mà thay vì tỏ tình thì anh này chọn nịn ăn nhịn mặc và nhìn em bên người khác. Hà Lan thì chọn Dũng, nhưng mà Dũng lại chọn Bích Hoàng và thế là cuối cùng chả đứa nào đến được với nhau. Mối quan hệ của các nhân vật trong phim không thành, nhưng mà phim thì cực kỳ thành, 180 tỷ và thậm chí còn được cục điện ảnh lựa chọn để gửi đi dự sơ tuyển cho hạng mục phim ngoại ngữ hay nhất tại giải oscar lần thứ 93 nhưng bị loại uh, mắt biết thì ai cũng biết rồi nhưng mà đạo diễn victor vũ thì vẫn còn một bộ phim đạt doanh thu trên trăm tỷ là người vợ cuối cùng uh, bắt đầu tôi không hiểu tại sao nó lại có thể xuất hiện ở danh sách này uh, phim bắt đầu với nhân thanh ma trúc mã của linh và cũng là nữ chính hai người này từ bé đã thân thiết và còn định ước hứa hẹn đầu bạc răng long nhưng mà giữa đường tự dưng mặc đâu ra một ông quan huyện ép linh làm thiếp và cũng như các kịch bản quen thuộc khác thì thằng nào có tiền thằng đấy thắng quan huyện thắng và kẻ thua cuộc là nhân thì phải bỏ đi xa xứ Bắn đi một thời gian, cụ thể là 7 năm thì nhân trở lại làng với hai bàn tay trắng. Cũng không ai thắc mắc là bố này làm gì 7 năm mà cũng không có một tí tiền tiết kiệm, vẫn chả học được gì khá hơn mà vẫn đi màu cua bắt tép. Nhưng mà Linh nhìn thấy nhân thì như mị nhìn thấy nước mắt a phủ, cảm thấy trong mình có gì dạo dục, đúng không ấy? Hỏi Linh đấy. Và vì cảm giác này mà đêm đấy Linh không ngủ được. Người bình thường không ngủ được thì người ta search Google 17 biện pháp cải thiện giấc ngủ hiệu quả, còn Linh thì tìm nhân để ôn lại chuyện cũ. Nhưng mà Linh không hề biết là 7 năm qua đi thì nhân đã theo đạo, đó gọi là Phật pháp. Thấy người cũ muốn truyền tài đạo cho mình, Linh định bỏ về nhưng mà nhân lại thuyết trình còn hay hơn đa cấp gọi vốn khiến linh hăng say bất tỉnh đến sáng cũng từ đó thì quan huyện bất ngờ mọc thêm hai cái sừng còn linh và nhân thì ra bữa nửa tháng lại gặp nhau để truyền đạo ờ, sau khi ngồi hai tiếng tại dạp thì tôi thấy mình hơi bị lừa một tí tại vì tôi đi xem vì tạo hình trang phục và nón quay thao của nữ chính thì trông cũng khá đẹp nhưng mà trong phim thì số lần linh đội nón quay thao còn ít hơn số lần chị gửi quần áo ờ, well, tôi cũng không biết là mình đã chờ đợi điều gì nữa nhưng mà trước khi đến với bộ phim trăm tỷ tiếp theo thì nếu các bạn thích nói chuyện tiền tỷ thì có thể sang xem lóng nên mà chúng tôi nói về các vấn đề kinh tế, tài chính, đầu tư một cách đơn giản và dễ hiểu đến nỗi đứa trẻ 5 tuổi cũng hiểu được. Bà cụ 80 tuổi vẫn tự tin cầm tiền đi đầu tư, nhưng mà nếu mà lỗ thì thì <laughs> các bạn có thể đón xem nóng trong phần mô tả và bình luận cũng như là phần end screen cuối video. Bộ phim tiếp theo trong danh sách phim có doanh thu trên trăm tỷ là Tiệc Trăng Máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bộ này thì được remake từ Perfect Strangers của Ý, xoay quanh một nhóm bạn thân đã gắn bó với nhau hơn 40 năm. Một ngày thì cả nhóm được Quang dự đến tiệc tân gia tại căn hộ mới. Vì thấy bữa tiệc quá vui vẻ nên là Ánh cũng là vợ của Quang xin phép được phá tan bầu không khí bằng cách bày ra một trò chơi uh, gọi là công khai bí mật tất cả mọi người để điện thoại lên bàn người nào nhận được tin nhắn và cuộc gọi đến thì phải chia sẻ cho những người còn lại cùng biết và nhờ cái trò chơi này thì từ hội bạn thân họ thành thân ai nấy lo Perfect Stranger thì vốn là bộ phim rất thành công và được remake bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới rồi nên là cũng không có gì phải bàn cãi về phần kịch bản và tiệc trăng máu đã thu về 180 tỷ về Nam đồng và được giới chuyên môn đánh giá tích cực và số lượng giải thưởng đạt được thì nhiều mức mà không ai ngờ rằng 3 năm sau đất rừng phương Nam sẽ ra đời. Được chuyển thể dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi thì đất rừng phương Nam là câu chuyện về kênh The Reviewer đâm đầu xuống cái sự đi xuống của mình. <laughs> đất rừng phương Nam là câu chuyện về An, một cậu bé thành thị đồng hành với những người con miền Tây hướng về cách mạng để bắt đầu hành trình tìm người cha của mình. Đáng nhẽ là như thế cho đến khi đoàn làm phim phát hiện ra là mình không thể lập bàn cầu cơ để hỏi ý kiến khán giả và thế là họ đã tạo ra một phiên bản multiverse của đất rừng phương Nam. Tại vũ trụ này thì nhân vật phản diện được tẩy trắng từ đám lâu la thành anh hùng cứu nước còn anh hùng cứu nước thật thì bị cắt đất diễn như cái cách mà ra phim cắt xuất chiếu của Spy X Family mặc dù là nhận rất nhiều tranh cãi như thế nhưng mà đất rừng phương nam vẫn thu về tận là 140 tỷ việt nam đồng điều này chứng tỏ là việc đưa lịch sử thành môn thi bắt buộc của bộ giáo dục là không hề sai một tí nào và tiếp theo thì chúng ta đến với bộ bốn bộ phim của Trấn Thành có doanh thu trên 100 tỷ là Bố già, Nhà bà nữ và Mai, à, Thì là ba thôi. Đầu tiên về Bố già đi, ờ, mà già thật đã chứ không phải là chú mafia. Trong một cái xóm nghèo thì có bốn ông tên là giàu sang phú quý. Tất nhiên là họ không giàu. Thì chúng ta có ông sang này là nhân vật chính, ông này có một người con tên là Quán. Trong khi ông bố gặp vấn đề về tiền bạc thì con trai lại gặp vấn đề với bố do khoảng cách thế hệ và lối tư duy trung bình phụ huynh châu Á nên là hai bố con không thể hiểu nhau và gặp nhiều bất đồng. Về cơ bản thì là thế. Ờ, đừng có ai hỏi cao trào đâu hay biến cố là gì tại vì tôi cũng không biết nhưng có vẻ đấy là một công thức thành công tại vì bố ra thu về 427 tỷ doanh thu rồi vào Tết năm 2023 chúng ta lại có nhà bà nữ khắc phục hết tất cả những điểm yếu của bộ phim trước vẫn là câu chuyện về gia đình và khoảng cách thế hệ nhưng mà lần này thì chúng ta đã được bắt kịp xu hướng nữ quyền à, nữ giới được là nhân vật chính này câu chuyện thì xoay quanh gia đình ba thế hệ của bà Ngọc nữ bà nữ thì có một con gái tên là Ngọc Nhi thực ra là hai đứa nhưng mà đứa còn lại không quan trọng lắm Ngọc thì trong Ngọc ngà châu báu còn Nhi thì trong Nhi đồng tại vì bạn Nhi này khá trẻ con Nhi sinh ra trong một gia đình mà có cả bố lẫn mẹ nhưng mà bố bỏ đi tại vì cái nết của mẹ chị thì quá là quái thai bà nữ thì thù ghét đàn ông nên là cũng cầm đoán hai đứa con gái yêu đương và áp đặt tư tưởng suy nghĩ của mình lên con nhi thì đam mê làm gốm nhưng mà mẹ thì chỉ cho hai lựa chọn một là đi học ngân hàng hoặc là cút khỏi nhà tao ban đầu thì nhi chọn học nhưng mà tương lai thì không ai biết được điều gì và cái điều gì đấy tên là john anh john này thì không phải là gu của tôi lắm nhưng mà chị nhi gặp anh này thì đổ luôn và thế là để được ở bên người yêu mình thì nhi cút khỏi nhà bà nữ bằng cách là có bầu và nghỉ học lấy chồng thực ra là chưa lấy tại vì bố john đã đuổi anh ra khỏi nhà với hơn 1 tỷ thế là hai người không còn nhà cửa để quyết tâm cầm 1 tỷ với lại hơn 30 triệu của của bà nhi này đi lập túc lều tranh hai trái tim vàng giữa lòng sài gòn đông đúc nhưng mà ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây và nhi và john cãi nhau nên là nhi bỏ về nhà mẹ đẻ mà quên rằng mình đã bỏ đi như thế nào không may thì trên đường lại xảy thai và là một người mẹ thì bà nữ lại thương con nên là không cần biết chuyện gì xảy ra xong đến nhà john văng phụ khoa rồi về làm với con gái rồi sau đấy thì giải quyết cái đống này như thế nào nhỉ chúng ta time skip mấy năm sau thì bạn Nhi lại bắn cắt tóc ngắn hơn làm bà chủ tiệm gốm và từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ nhưng mà đồng ý tìm hiểu bạn thân của anh này đến cuối phim thì vẫn chưa ai biết là quán cà phê với hơn một tỷ tiền vốn của ông John kia thì giải quyết như thế nào và tại sao cái người khá là sai trong câu chuyện là Nhi và mẹ thì lại có thể sống đến hạnh phúc cuối đời ok thôi kết thúc nhà bà nữ ở đây chúng ta chuyển sang bộ phim mà gần đây hơn đi là Mai với chỉ đúng một chữ nhưng mà đã làm loạn cả điện ảnh Việt Nam tại vì đinh này thì bảo là khóc lụt dạp xích đinh kia thì lại bảo là cười đau bụng tôi cứ tưởng họ vào nhầm cây số 4 chứ không phải là ra phim mai thì là câu chuyện về mai mai là một cô gái 37 tuổi mẹ đơn thân tự mình nuôi một chị lé biên công việc của cô này là massage và tất nhiên là theo kiểu lành mạnh nhưng mà hàng xóm xung quanh kiểu là hu bố mày đi đồn thế là mai bị cả khu dị nghị và chúng ta còn có dương nam chính anh này thì hoàn toàn trái ngược với mai đẹp trai nhà giàu nhưng mà lại thích trải đời nói là trải đời nhưng mà thực ra là bỏ nhà đi bụi với không mục tiêu và kế hoạch và định mệnh thực ra là chấn thành đã cho hai con người này gặp nhau yêu nhau rồi đánh nhau rồi xa nhau và do sự khác biệt trong thân phận và chủ yếu là bị nhân vật phản diện cụ thể là mẹ dương ngăn cách thì hai người phải chia tay trong tiếc nuối thì tôi tưởng đến đây là hết rồi nhưng mà không tham skip nào mai thành bà chủ ceo chuỗi massage trong khi thì dương lấy vợ và cảm ơn anh đã không đợi em sau đấy thì lời từ khước vang lên <laughs> và thế là hết phim công tâm mà nói lần này là anh trấn thành anh làm tốt hơn hẳn chúng ta được xem một cái bộ phim điện ảnh đúng nghĩa chứ không phải là web drama nhưng mà chú trấn thành không phải là người duy nhất làm tốt phim có chủ đề tình cảm gia đình bởi vì lật mặt bảy một điều ước của Lý Hải đã xuất hiện và xoán ngôi nhà bà nữ trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai Việt Nam. Phim kể về cuộc sống của bà Hai, một người phụ nữ 73 tuổi sống tại một huyện nghèo ở Lạc Dương. Bà Hai đã tự mình nuôi năm người con khôn lớn sau khi chồng qua đời sớm, nhưng mà sau khi trưởng thành thì họ đều có cuộc sống riêng và đi làm ăn sinh sống xa nhà xa mẹ. Nhưng một ngày bà Hai bị tai nạn phải bó một chân, buộc năm người con phải tìm cách về chăm lo cho mẹ. Thì đây vẫn là câu chuyện về tình cảm gia đình và hiện thực cuộc sống. Nhưng mà so với Trấn Thành thì Lý Hải đã làm tốt hơn hẳn bạn nghĩ tôi sẽ nói thế đúng không? Không. À, tôi thấy là lật mặt 7 thì sẽ tương đương với nhà bà nữ. Kịch bản với tôi thì ok hơn nhưng mà về hình ảnh thì tôi thấy là không bằng. Ngôn ngữ điện ảnh hay là các góc quay có ý đồ thì tôi hoàn toàn không thấy được trong lật mặt 7. À, nếu mà không phải để bạn hãy chửi tôi. Cái kịch bản này thì đánh đúng vào tâm lý của những người con xa quê và câu chuyện là một mẹ nuôi 10 con nhưng mà 10 con thì không thể nuôi nổi một mẹ. Có ý nghĩa, có cảm xúc không tham skip nhưng mà nếu mà người khó tính thì vẫn kiểu là mê cách xử lý nó hơi bị thơ quá thực ra là ngoài lật mặt 7 thì chú lý hải cũng đóng góp cho danh sách uh, doanh thu phim trên 100 tỷ tận ba bộ khác là lật mặt bốn năm sáu thì các phần lật mặt trước thì có nội dung khác hoàn toàn với phần 7 nên là có lẽ đây là một phép thử của đạo diễn lý hải với thể loại phim tình cảm gia đình và vừa rồi là tất cả những phim việt nam trên trăm tỷ và tôi muốn đề cập trong clip này tất nhiên là vẫn còn những bộ phim khác nữa nhưng mà tôi chưa xem nên là đợi tôi xem đã tôi là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại